chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Chào mừng các bạn đã đến với trường tiểu học Nguyễn Văn Tây. Thì hôm nay là ngày Võ Tổ Hùng Vương, cho nên mình sẽ làm cái clip này cho các bạn cùng xem để tưởng nhớ đến các vua hùng đã có công dựng nước. Bác Hồ cũng thường nói rằng bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip này ở tại trường tiểu học Nguyễn Văn Tây cho các bạn cùng đón xem. Ở đây có rất là nhiều quý thầy cô, quý đại biểu cùng các em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Văn Tây thân mến, và video xin được phép bắt đầu.
thì các bé của chúng ta đang dâng hoa lên để tưởng nhớ đến vua Hùng. Thì chúng ta đã nhìn thấy trên này rất là nhiều hoa luôn. Đó, các bé đang dơ lên rất là cao và đang xoay vòng vòng như thế này và tạo lên một cái bầu không khí thật là náo nhiệt. Và cứ như thế, các bé đã xếp thành hai hàng rồi và cứ tiếp tục dâng hoa đưa lên cao. Và cứ như thế, cứ tiếp tục như vậy nha các bạn. Quốc tổ được bắt đầu, xin trân trọng kính mời ban giám hiệu lên thực hiện nghi lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Thì hiện tại đây là cái nghi thức mà các quý phụ huynh đang dâng hương lên cho vua Hùng ở trên đây. Thì bây giờ cái nghi thức cũng đã gần xong rồi. Chúng ta sẽ mời các quý phụ huynh cùng các bé đứng dậy để tiếp tục chúng ta sẽ làm lễ. Còn đây là cái quang cảnh sau cùng, cái lễ dâng hương thật là trang nghiêm của các quý phụ huynh, các thầy cô cùng với các bé ở trường tiểu học Nguyễn Văn Tây này. Chúng ta thấy là ở đây có rất là nhiều em bé luôn. Đó, đang đứng xếp hàng rất là nghiêm trang. Vâng, và buổi lễ của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn xem, thấy video hay và bổ ích thì hãy đăng ký ngay nha. Đồng thời các bạn có thể để lại lời nhận xét công khai phía bên dưới cho mình. Nếu các bạn thấy video hay hơn nữa, hãy chia sẻ cho bạn bè người thân biết đến kênh Nguyễn Dũng Vlog nha.